tin nhắn cuối cùng trong căn phòng trọ nóng hầm hập, tiếng khóc ngằn ngặt của đứa bé mới 2 tuổi trẻ lên từng hồi. Không ai nghe thấy tiếng hát ru, dỗ con của Tiêu Hoàng Kha, 31 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nỗi đau mất vợ, sai đứa con mới sinh cuộn trào khiến cổ họng anh ngẹn lại. Anh không thể hát thành lời, Kha chỉ kịp lý nhí dỗ. Nín đi con, nín đi con. Những ngày qua, bi kịch liên tục ập xuống phận đời khốn khó của Kha. Covid-19 vừa khiến anh mất vợ, vừa đẩy ba đứa con bé nhỏ của anh vào cảnh mồ côi mẹ. Những ngày dịch bệnh bùng phát, Kha và vợ chỉ ở nhà nên không biết lây nhiễm từ đâu. Ngày phát hiện nhiễm bệnh, Kha nhập viện điều trị. Được ít ngày anh hay tin vợ cũng dương tính với SARS-CoV-2. Lúc này chị Dương Kim Ngân, 32 tuổi, vợ Kha đang mang thai đứa con thứ ba và sắp đến ngày sinh nở. Hai vợ chồng nhập viện, chúng tôi phải gửi hai con cho một người em thân thiết chăm giúp. Bé lớn nhà tôi đã 10 tuổi, bé thứ hai 2 tuổi rồi nên cũng tạm yên tâm thấy nhà tôi neo người, hai vợ chồng lại đi điều trị bệnh nên bạn tôi nhiệt tình giúp đỡ. Kha chia sẻ, để tiện về chăm sóc hai con của Kha, người này chuẩn bị đồ đạc, dọn qua phòng trọ của anh ở tạm. Nằm trong bệnh viện, Kha nhớ và lo lắng cho vợ cùng đứa con trong bụng. Anh không thể nào chập mắt. Ngày mùng 2 tháng 9, Kha nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đơn ngân đang điều trị. Các bác sĩ thông báo sẽ phải mổ bắt con. Lòng anh lại càng hoang mang lo sợ. Kha nhắn tin động viên vợ và cố xin bệnh viện cho mình chuyển viện đến nơi Ngân đang điều trị để được chăm sóc vợ nhưng không được. Sau khi mổ bắt con xong, vợ tôi đã nhờ một chị ở nhà trọ đón bé về chăm sóc giúp. Tôi tạm yên tâm nhưng vẫn lo cho sức khỏe của Ngân. Mỗi lúc khỏe là tôi nhắn tin, gọi điện cho vợ. Ngày mùng 8 tháng 9 là ngày tôi nhận được tin nhắn cuối cùng của Ngân. Cô ấy chỉ kịp nhắn cho tôi là em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nhà. Tôi đã cố gắng động viên, hy vọng Ngân về với tôi và các con, nhưng cô ấy không qua khỏi. Chỉ trong phút chốc, tôi mất vợ, con tôi mồ côi mẹ bé Úc mới sinh, tính đến hôm nay mới được mười mấy ngày tuổi, bé còn kịp biết mặt mẹ. Kha Trương rất khóc, lấy áo mẹ đắp cho con, bé mới nín khóc ngày mùng 9 tháng 9 Kha xuất viện về nhà để tự cách ly. Anh lập tạm bàn thờ vợ rồi vụng về chăm con. Kha nói, trước đây anh chỉ biết đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vợ anh lo chăm sóc các con. Bây giờ vừa phải làm cha lại phải làm mẹ, Kha không tránh được vụng về, luống cuốn, nhìn hai đứa con nheo nhóc, khóc gào đòi sữa, đòi mẹ anh nuốt nước mắt vào lòng, an ủi bé trai rồi quay sang dỗ bé gái. Kha nấu cơm, pha sữa cho con, pháp pháp gì trong việc chăm bé 2 tuổi, Kha đều phải gọi điện về quê hỏi mẹ. Hiện tại tôi vẫn gửi bé út cho gia đình chị hàng xóm chăm sóc giúp, nhớ con, tôi chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi. Từ lúc con sinh ra đến giờ, tôi chưa được ẩm con lần nào, bé 2 tuổi thiếu sữa, đêm nào cũng khóc đòi mẹ. ôm con trên tay, lắm lúc tôi cũng bất lực, con khóc cha khóc, nước mắt cha con hòa làm một, nghĩ bé thiếu hơi mẹ nên tôi cố tìm quần áo của vợ để đắp cho bé. Tôi nhớ là khi mẹ bé mất, tôi đã đốt theo hết đồ đạc của cô ấy rồi nhưng không hiểu sao còn sót lại một bộ quần áo. Tôi đem áo này đắp cho con, bé mới chịu nín khóc và ngủ thiếp đi. Anh nói thêm, những ngày này nghĩ về tương lai, khao hoang mang lo lắng các con sẽ thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Ta sợ sự tổn thương tâm lý ấy sẽ hằn sâu trong cuộc đời các con. Chia sẻ về việc chăm sóc tinh thần cho trẻ em bị mất người thân sau đại dịch, phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội cho biết sự ra đi của người thân là một nỗi đau đớn có thể gây ra cho trẻ em những tổn thương phức tạp ông nói đôi khi người lớn chúng ta sai lầm khi coi cái chết là một điều cấm kỵ không muốn nói đến nhưng trên thực tế tốt nhất là chúng ta là phải trung thực với trẻ đừng ngại khi nói về cái chết của người thân chúng ta không nhất thiết phải cố gắng bình thường hóa nỗi đau đó trước mặt trẻ đôi khi chúng ta được phép đau buồn và thể hiện trước mặt trẻ nỗi đau buồn của mình một cách hoàn toàn tự nhiên điều đó cho đứa trẻ thấy rằng cảm xúc đau buồn không phải là xấu và trẻ cũng có quyền được thể hiện cảm xúc của mình như thế ông nói thêm cũng theo phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam qua cách thể hiện cảm xúc của trẻ người thân cũng biết được trẻ đang nghĩ gì cần hỗ trợ gì nếu trẻ đang có niềm tin hoặc suy nghĩ sai lầm người lớn phải sửa lại những thông tin đó để bảo vệ tâm lý cho các con theo ông chúng ta cũng cần quan tâm tới trẻ hơn dựa trên sự tôn trọng và yêu thương ví dụ như cho trẻ được ở bên cạnh những người mà chúng tin tưởng và biết rõ hỏi trẻ xem có lo lắng gì cần hỗ trợ gì tuy nhiên nếu trẻ không muốn nói thì không nên ép buộc tiếp xúc cơ thể cũng là một cách giúp trẻ an ổn trở lại ví dụ hành vi ôm trẻ vào lòng hoặc hướng dẫn trẻ cách hít thở để tập trung ông phân tích thêm đôi lúc trong giai đoạn này ảnh hưởng tâm lý sẽ kéo theo những tác động đến hành vi của trẻ như thoái lui chui vào một góc không nghe lời nhưng người lớn không nên trừng phạt trẻ trong giai đoạn này bởi vì đây là một quá trình một diễn biến cần thiết nếu những đau buồn và các hành vi trên kéo dài trên vài tháng không có dấu hiệu nguôi ngoai được thì lúc đó trẻ